như thế nào mà Phật nay bị nhức đầu cùng các việc không may khác? Phật đáp: Thuở xưa cách nay rất lâu, nơi thành La Duyệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lượm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Việt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Việt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chày lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa trẻ độ 4 tuổi thấy cá nhảy, bèn reo mừng lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phù. Hai chú cá cùng nhau nghị luận: Chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này. Phật bảo tiếp: Tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Việt thuở ấy nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Vương vậy. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tu đắc quả chánh đẳng, vẫn còn nghiệp báo trả. Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích thì ta bị nhức đầu chửi dội. Xá Lợi Phất, ông có biết đầu ta nhức thế nào không? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh 4 thăng đem đến, ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Ví như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi rưới nước vào, nước liền bị nóng khô. Đầu ta nhức cũng vậy. Xá Lợi Phất, ông xem Như Lai đã tận dứt cái ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người thần quỷ, vua chúa quan dân, thảy đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy. Huống những kẻ mê si chưa đắc đạo, ông và Chư La Hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, ráng gìn thân khẩu ý, chớ phạm vào ác nghiệp. Phụ Bình. Theo truyện Phật, lúc vua Ba Tư Nạc sang Ca Tỳ La Vệ cầu hôn với hoàng tộc, trong dòng họ Thích thấy Ba Tư Nạc là vua một nước nhỏ nhoi, cho rằng không xứng đáng. Nhưng vì muốn giữ tình giao hảo nên chọn một tỳ nữ xinh đẹp tráo hôn. Tỳ nữ ấy về ở với vua Ba Tư Nạc, sanh ra thái tử Tỳ Lâu Lặc. Một hôm thái tử Tỳ Lâu Lặc về thăm quê ngoại, bị những người trong hoàng tộc Thích Chủng khinh khi mắng Tỳ Lâu Lặc là con của thị tỳ. Tỳ Lâu Lặc hổ thẹn giận lắm, bảo ác thiệt Diên Quang theo hầu thái tử: Sau này ta lên ngôi, người nhớ nhắc ta rửa hận này. Về sau khi thái tử được lên ngôi, quân sư ác thiệt nhắc lại chuyện xưa, khuyến khích Tỳ Lâu Lặc đem binh diệt dòng họ Thích. Trong lúc cả họ Thích bị bại thì Phật cũng bị nhức đầu dữ dội. Chuyện trên nêu rõ việc nhân quả báo ứng của nghiệp sát, sát sanh là một trong 3 ác nghiệp của thân, điều mà chúng ta thường phạm đến. Sát mạng phải đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên, không trốn khỏi cơ trời báo ứng. Song nghiệp sát cũng có chia ra nặng nhẹ khác nhau. Về ngoại cảnh, làm chảy máu thân Phật, giết A-la-hán, giết thầy, cha mẹ và người ân của mình thì tội nặng hơn hết. Giết chúng sanh đồng hạng với mình tội bậc trung. Giết loài hạ đẳng chúng sanh tội nhẹ hơn 2 việc trên. Về tội tâm, lòng sân hận cố ý sát hại tội nặng. Tuy lòng sân hận nhưng không định giết, vì lỡ tay giết mạng, hoặc giả mình sát sanh nhưng không sân hận thì tội bậc trung. Giết bằng cách vô tâm ngộ sát tội nhẹ. Về thời gian khởi tâm, trước khi sát ý đã hân hoan với việc sắp làm
như vui vẻ rủ nhau săn bắn. Đang lúc sát và sau khi sát được, lòng càng bừng rỡ, đó là tội nặng hơn hết. Có ý như trên, nhưng sau khi sát rồi, lòng biết hối hận thương xót, tội nhẹ. Vô tâm ngộ sát, rồi lại hối hận thương xót, tội nhẹ hơn hết. Lấy đó mà suy xét cân phân, thì rõ tội nghiệp sát của mình làm nặng hay nhẹ, các nghiệp khác cũng như vậy. Giết lớn tội lớn, giết nhiều tội nhiều. Nhưng than ôi, việc làm chánh yếu của nhân loại hiện nay là sát hại sinh mạng. Những cuộc tàn sát giữa người và người đang diễn tiến trên thế giới, ngày nay ai lại chẳng đau lòng khi nghe đến. Nhưng thôi, đây là của vấn đề to lớn mà cá nhân không tài gì ngăn cản. Nay xét việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện được phần nào. Nghiệp sát thật khó giữ cho khỏi. Con người vì sự xê dịch, ăn uống hàng ngày, phải vô tình hay cố ý sát hại biết bao sinh mạng. Bước đi một bước, cuốc một khoảng đất, đặt một luống cày, tức có vô số sanh linh bị giết. Hơn nữa, vì miếng ăn ngon miệng, chúng ta thường tìm đủ cách bẫy rập các loài vật để ăn, dẫu biết rằng ngày sau ta phải bồi thường rất thống khổ. Có vị thiền sư làm bài kệ khuyên đời bớt sát sanh: thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu nơi lò thịt, gây thành lửa chiến tranh. Lấy công tâm mà xét, giết loài vật để ăn là một hành động bất công. Tuy nay chúng nó yếu hèn không chống cự nổi, nhưng oán hận cũng có ngày báo trả. Con người tìm vui thích trong đau khổ của kẻ khác, nuôi thân mạng bằng xương máu của các loài vật, lại đòi được sống tự do hạnh phúc, đó chẳng khác nào trồng bồ hòn mà mong trổ những quả cam đường ngon ngọt. Thật ra, cái đòi hỏi ấy nghe chẳng mấy xuôi. Nếu muốn giữ được tự do hạnh phúc, nên giữ giới bất sát. Do nhân không bắt bớ làm thiệt mạng và đau đớn chúng sanh, không làm chia lìa bầy đủ của chúng, đời đời sanh ra được phước báo trường thọ, mạnh khỏe, không bị ai bắt bớ, làm thống khổ mình và quyến thuộc được sum vầy hạnh phúc. Việc nhân quả còn là chuyện của thế gian, giả lại đã qua rồi, không sao lấy lại được. Giờ đây chúng ta nên hạ tâm thương xót đến những loài nhỏ bé yếu hèn mà tha thứ dung dưỡng chúng nó, chớ ăn nuốt mạng của chúng một cách quá hời hợt dư thừa. Và hãy dừng tay lại, chớ gấp thêm một miếng thịt của chúng khi ta đã vừa no. Được như vậy, tất nhiên do ảnh hưởng ở đôi đũa của ta mà chiến tranh sẽ bớt dần. Phật giải bảy đề mộng của A Nan. Một hôm Phật ở thành Xá Vệ đang thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe, thấy A Nan sắc diện ưu sầu, Phật hỏi ông: A Nan, vì sao hôm nay ông có vẻ không vui? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, đêm rồi con nằm mộng thấy bảy điều quái lạ. Tâm con linh cảm đó là việc bất lành nên lo sợ. Ông thấy những gì? Bạch Thế Tôn, đêm mộng thứ nhất thấy các sông biển đều bốc lửa lên dữ dội, ngọn lửa ngất trời. Phật bảo: A Nan, đó là điểm ám chỉ sau này trong tăng chúng nhiều người ác nghịch, ít kẻ thiện tâm. Vì muốn được sự cúng dường nên cùng nhau tranh cạnh, ví như nước biển trong mát biến thành lửa dữ. Vậy còn điểm thứ hai? Bạch Thế Tôn, kế đó con thấy mặt trời đã lặn, trên trời lại chẳng có một vì sao, khiến khắp Ta Bà đen tối mịt mờ. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, các đệ tử cũng nhập diệt, con mắt huệ của trời người đã mất, chúng sanh mê tối. Vậy điềm kế ra sao? Bạch Thế Tôn,
Đêm mộng thứ ba, con thấy các tỳ kheo không tuân theo quy chế của Phật, khoác áo cà sa vào chùa bị rơi xuống hố. Kẻ tại gia bạch y lại đạp lên đầu các tỳ kheo ấy. Phật bảo: A Nan, điềm ấy ám chỉ vào thời Vị Lai tỳ kheo miệng thuyết giảng kinh điển nhưng chẳng phụng hành, chỉ lo ganh ghét mưu hại lẫn nhau, rốt cuộc bị đọa lạc. Nhóm bạch y thừa cơ đứng lên khinh miệt Tam Bảo, phỉ báng tăng chúng và hủy hoại chùa tháp. Vậy còn điềm thứ tư? Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không lành lẽ, đi quanh quẩn trong lùm bụi gai góc. Phật bảo: A Nan, điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo bỏ pháp y, phá giới luật, vui theo việc thế tục vợ con. Đó là điềm bất hạnh cho đại pháp. Vậy còn điềm thứ năm? Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng Sầm Uất có rất nhiều heo rừng ủi tróc gốc đại thọ chiên đàn. Phật bảo: Điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo chỉ lo về sinh hoạt, bán Phật buôn kinh để sống. Vậy còn điềm kế tiếp? A Nan bạch: Trong điềm thứ sáu, con thấy voi lớn chán bỏ voi con, còn sư tử chúa của muôn thú rừng đã chết. Các thú khác vẫn khiếp sợ mà xa lánh, nhưng không bao lâu trong thân sư tử sanh ra những sên trùng, chúng trở lại ăn rút thịt sư tử. Phật buồn bã khẽ lắc đầu bảo: Voi lớn bỏ voi con ám chỉ đời Vị Lai, các trưởng lão tỳ kheo chỉ lo tư lợi, không dẫn dắt kẻ hậu tiến. Các thú khác sợ sư tử nên tránh xa, còn sên trùng trong thân sư tử sanh ra trở lại rút thịt sư tử. Đó là điềm báo trước chánh pháp của Như Lai, chẳng phải do ngoại đạo làm bại hoại, mà do chính các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của ta tự làm hoại pháp ta. Vậy còn điềm cuối cùng? Bạch Thế Tôn, con thấy mình đội núi tu di mà không biết nặng. Phật bảo: A Nan, điềm ấy báo trước sau 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo trời người đều mong nơi ông mà học hỏi và kết tập kinh điển. Bố thí được phước báo hiện tiền. Tại thành Xá Vệ, có vợ chồng trưởng giả nọ sanh được một gái đẹp đẽ phi thường, đặt tên là Thúc Ly. Đứa bé vừa sanh đã có y phục trắng mịn che thân, lớn lên y phục cũng lớn theo. Nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ rước thợ bạc về chạm nữ trang để làm của hồi môn cho nàng. Thúc Ly hỏi: Cha mẹ sắm những thứ ấy để làm gì? Con đã lớn, cha mẹ định gả con nên sắm nữ trang cho con. Thúc Ly nói: Con không muốn lập gia đình, xin cha mẹ cho con xuất gia. Cha mẹ nàng rất nuông chiều con nên ưng thuận theo lời xin, bèn truyền đem hàng giải ra các may pháp phục cho nàng mặc đi tu. Nàng ngăn lại bảo: Con sanh ra vốn y phục bảo thân, cha mẹ chớ nhọc lo, xin đem con đến yết kiến Phật cầu xuất gia. Khi Thúc Ly được Phật thâu làm tỳ kheo ni, y phục của nàng cũng biến thành ngũ y. Nàng tinh tấn tu học, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Bấy giờ A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thúc Ly tỳ kheo ni do phước nghiệp gì được sanh trong gia đình giàu có, vừa sanh ra đã có y phục tùy thân, xuất gia chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Phật bảo: Ông hãy nghe kỹ, suy xét tận tường, ta sẽ vì ông mà nói rõ duyên do ấy. Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện cùng chư đệ tử rộng độ chúng sanh. Lúc bấy giờ, vua và thần dân trong nước thiết đại hội cúng dường cầu nghe pháp. Có một vị tỳ kheo thường đi khuyến hóa khắp nơi, đến một chòi tranh nọ, gặp một người đàn bà nghèo khổ tên là Đàn Địa Già. Tỳ kheo khuyên nàng ấy nên đến chỗ Phật bố thí và nghe pháp. Tỳ kheo giảng giải về công đức bố thí và tai hại của tánh tham lam bỏng sẻn cho nàng nghe.
Đà Nhị Già nghe xong, bảo tỳ kheo hãy chờ giây phút, nàng vào thuật lại với chồng và ngỏ ý muốn bố thí. Chồng nàng tưởng vợ có dành dụm chút ít tiền riêng nên hứa: "Ờ thì muốn thí thì thí đi." Nàng chỉ vào cái chăn, chồng nàng bảo: "Cái chăn ấy mặc để đi ra ngoài kiếm ăn, nếu cho tất ngồi nhà chết đói hết à." Nàng khuyên giải: "Vợ chồng ta kiếp trước không bố thí nên nay cùng khổ tới nỗi này. Nếu không làm được việc phước nào, ngày sau e còn nguy khốn hơn nữa. Thà nay bố thí mà chết, sao có chỗ hy vọng." Chồng nàng nghe nói vui vẻ chịu chết để bố thí. Nàng trở ra đứng nấp trong cửa, bạch tỳ kheo: "Xin đại đức nhận vật bố thí này." Tỳ kheo bảo: "Đàn việc hãy ra đây bố thí để ta chú nguyện." Nàng đáp: "Tôi chỉ có tấm chăn để mặc, nay đem bố thí, thân lõa lộ không ra được, xin ngài nhận cho." Nói xong, nàng ném chăn ra cửa, tỳ kheo lấy chăn chú nguyện rồi đem về chỗ Phật. Đức Phật bảo tỳ kheo đưa tấm chăn ấy cho ngài. Ngài tự tay cầm lấy chăn, khiến vua quan và tí chúng đại hội đều có ý hiềm tỵ. Vì sao Phật tự dùng cánh tay muôn phước trang nghiêm thọ lãnh vật thô tệ dơ giấy như thế? Phật biết tâm lý chúng nhân, bèn đưa chăn ra bảo: "Ta xem tất cả các món quý giá trong đại hội cúng dường hôm nay chưa bằng được vật này." Phật thuật rõ việc vợ chồng Đà Nị Già chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để thí, thế nên vật khinh mà tình trọng. Nghe Phật nói, mọi người đều cảm động. Hoàng hậu tháo đồ trang sức vàng ngọc, cả vua quan cũng đem y phục tiền bạc góp lại gửi giúp vợ chồng Đà Nị Già và bảo đến chỗ Phật nghe pháp. Thuật đến đây, Phật bảo A Nan: "Đà Nị Già nghèo khổ xưa kia nay là thúc ly tỳ kheo ni vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải 91 kiếp sanh nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề túng thiếu. Và do ngày trước ở nơi pháp hội của tỳ bà thi Phật nghe pháp phát nguyện giải thoát nên nay được gặp ta và đắc đạo quả A-la-hán. Vậy các ông nên tinh tấn nghe pháp bố thí." Phụ bình. Sự giao tiếp ở đời người ta thường bảo tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Việc bố thí cũng vậy. Cái cao quý do tấm lòng, không tại nơi vật quý. Và bố thí một ít nhưng thâu hoạch cả muôn vàng. Hai vợ chồng Đà Nị Già chỉ có một cái chăn. Người này mặc đi kiếm ăn thì người kia phải trần truồng ngồi nhà đợi. Ôi, trên đời có vô số kẻ cơ bần, nhưng nghèo đến như hai vợ chồng này thật thế gian hy hữu. Vậy mà Đà Nị Già làm được phước báo nhãn tiền và đời đời sanh nơi phú quý có y phục tùy thân, chỉ đến đắc đạo tưởng chưa quá đáng. Chúng ta giàu nghèo lắm cũng bằng Đà Nị Già là cùng. Thẳng như chưa làm được việc bố thí, chớ đổ rằng vì túng thiếu mà nên tự nhận vì thí tâm của ta chưa dõng mãnh vậy. Hai mươi sáu, thấy sát sanh vui theo bị quả báo. Có một vị trưởng giả tài của vô số kể nhưng hiếm con. Ông chỉ có một người con để nối dòng. Con ông rất thông minh, tuấn tú, thế gian ít người sánh kịp. Bao nhiêu tình thương và hy vọng ông đều đặt vào đứa con yêu quý duy nhất ấy. Đứa nhỏ đến tuổi thành nhân, ông chọn nơi môn đăng hộ đối cưới vợ cho con. Một hôm vợ chồng nó ra huê viên ngắm cảnh. Vợ thấy hoa phượng dĩ nở đỏ cành, thật thích ý. Chồng muốn làm vừa lòng vợ, trèo lên cây định bẻ một cành hoa biếu vợ, chẳng may gãy nhánh té xuống chết tốt. Trưởng giả hay tin con té chết, quá đổi sầu thảm, khiến người tẩn liệm quàng tại nhà sau. Ngày ngày ông đến linh cữu khóc than thảm thiết, ngất đi tỉnh lại chẳng biết mấy lần. Ngày kia Phật đi hóa trai đến nhà trưởng giả. Ông thỉnh Phật vào nhà cúng dường cơm nước. Phật thấy ông buồn rầu tiều tụy, bèn hỏi duyên do.
Trưởng giả đem việc con mình chết bất đắc kể lại và bạch: Bạch Thế Tôn, chẳng rõ nhân duyên tội nghiệp ra sao mà con tôi phải chết yểu, lưu sầu thảm hại cho tôi như vậy. Phật bảo: Này trưởng giả, cách đây vô số kiếp, có ba người thương buôn đang ngồi dưới bóng cây bên vỉa đường nghỉ mệt. Có một đứa nhỏ mang cung tên đến gần ba người ấy, dừng lại, dương cung nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Ba người đồng nói: Chim đậu trên cao như vậy mà ngươi bắn trúng thì hay lắm. Đứa bé buông dây, chim bị tên xuyên ngang mình, rớt xuống chết tốt. Ba người kia vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ của đứa trẻ. Phật nhìn ngay đứa trẻ kết thúc câu chuyện. Phật nhìn ngay trưởng giả kết thúc câu chuyện. Ba người thương buôn khi trải qua nhờ tu phước đức nên nay một người làm thiên đế cõi trời, một người sanh cõi nhân gian giàu có muôn hộ chính là ông, và người nữa là Long Dương ngự trị dưới thủy cung. Còn đứa bé thiện xạ kia đã sanh làm con thiên đế, vừa bị yểu tử. Thiên đế đến nay còn sầu não, kế xuống nhân gian làm con trưởng giả và bị té cây chết, khiến trưởng giả buồn khổ. Hiện giờ nó đã đầu sanh làm con của Long Dương, và ít lâu sẽ bị chim kim xúy điểu ăn thịt, khiến Long Dương cũng sầu thảm như ông vậy. Bởi xưa kia hoan hỷ với việc sát sanh của đứa bé ấy nên phải thảm khổ vì sự yểu tử của nó. Phụ bình. Theo kinh Phật dạy, phàm tạo nghiệp lành dữ đều có ba cách: tự mình làm, khuyên người làm và thấy người khác làm mà vui theo. Trường hợp của trưởng giả nói trên là kiến sát tùy hỷ, thấy sát sanh mà vui theo. Kẻ sát sanh mạng căn ngắn ngủi, người vui thấy diệt sát tức phải khổ sầu vì kẻ bạc mạng kia. Nhưng ôi, vui chẳng có bao mà khổ thật quá khổ. Nên chúng ta tin luật nhân quả, dù không có phương tiện làm lành, ta cũng nên khuyên người làm và vui vẻ, hài lòng khi thấy người khác làm được gì phải hầu tránh khổ báo, lại được yên vui về sau vậy. Hai mươi bảy, cậy thế quỷ thần. Có vị tỳ kheo vừa khóc vừa đi lang thang trên quãng đường rừng vắng vẻ, bỗng có một con quỷ hiện ra đón nói: Ông đi đâu, vì sao khóc lóc? Tỳ kheo đáp: Tôi chẳng may phạm giới, bị giáo hội trục xuất, dân chúng thấy vậy không cúng dường nữa, nên tôi phải bỏ tụ lạc đi nơi khác, nghĩ tội phận nên tôi khóc. Quỷ bảo: Vậy ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi vì phạm tội nên bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Bây giờ tôi có kế giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng, nhưng ông nhớ khi được món gì trước phải cúng giái tôi. Tỳ kheo hứa chịu. Quỷ bèn cõng tỳ kheo bay về chỗ cũ. Dân chúng tụ lại chỉ thấy tỳ kheo chớ không thấy quỷ. Ngờ tỳ kheo đắc đạo biết đằng dân, cùng nhau lễ bái thỉnh về chùa, lại còn khiển trách giáo hội xét đoán không công minh, đuổi oan người đắc đạo. Từ đấy dân chúng tấp nập đem dâng cúng lễ vật. Tỳ kheo y như lời hứa, mỗi mỗi đều vái cúng cho quỷ trước. Ngày kia quỷ đang cõng tỳ kheo du hành trên không, chẳng may gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất và tận lực đào tẩu. Tỳ kheo bị rơi từ không trung xuống đất nát thay. Phụ bình. Trên đời này có lắm kẻ không quan thiết đến việc trau luyện tài đức, chỉ chuyên chạy chọt nịnh bợ cầu cạnh vào quyền thế của người khác để hưởng danh vị lợi lộc mà đúng ra mình không xứng đáng hưởng. Ngày kia chỗ dựa nương ấy siêu đổ, tất mình phải mang khổ nhục. Điều này hằng xảy ra trên thực tế mà ai cũng từng chứng kiến. Trường đời đã vậy, trong cửa đạo cũng lắm hạnh dối tu, mang lốt bề ngoài để lòe người đặng lợi dưỡng tấm thân. Có kẻ dùng phù chú hay ợ ngáp xuống lên,
thượng sát cởi đồng, nương dựa quỷ thần, dối nói việc thiên cơ, đoán họa phước tương lai cho người để mua chút hư danh. Những hạng người nói trên, nếu chẳng sớm cố gắng tự trau dồi đức hạnh trí tuệ cho xứng đáng được đời tôn trọng, lại cứ lừa dối mãi, e ngày kia như tỳ kheo rơi ngã thiệt thân. Quán tặc đón đường. Một hôm, Phật cùng đệ tử đang đi theo đường cái, bỗng Phật rẽ tắt vào đường cỏ. A Nan thưa hỏi duyên do, Phật bảo: ở trước kia có quán tặc đón đường, chốc nữa ba người phạm chí sẽ bị hại. Giây phút sau, có ba người phạm chí đi đến gặp vàng bạc bảo vật tụ đóng ở dãy đường. Ba người thu lượm rồi bàn tính: giờ đã trưa rồi, vậy hai người ở lại giữ vàng, một người trở xuống chợ mua thức ăn rồi sẽ lên đường. Phân công xong, người mang tiền xuống chợ vừa đi vừa nghĩ, sẵn dịp sẽ dùng độc dược thuốc hai người kia để hưởng trọn tài của một mình, có thể hơn chia lấy một phần ba. Nghĩ đoạn đến chợ, người ấy mua thuốc độc trộn vào đồ ăn đem về. Hai phạm chí ở lại giữ vàng cũng sanh lòng bất chánh, thương nghị cùng nhau giết tên kia để đạt phần của y. Tên phạm chí đi mua thức ăn đem về bất ngờ bị hai người kia hạ sát. Thi hành xong thủ đoạn, họ ném thay tên ấy vào rừng rồi lấy đồ ăn ra dùng, bị ngộ độc chết cả. Phụ bình. Người đời thiếu thốn tiền của chịu lắm điều điêu đứng, trái lại kẻ có tiền nhiều thì được hạnh phúc sung sướng. Vậy mà Đức Phật cho rằng vàng ngọc là oán tặc đón đường, có quả vậy chăng? Cứ theo chuyện vừa kể trên và chiêm nghiệm ngay các việc xảy ra hàng ngày mà chúng ta đã thấy hoặc đọc trong các báo, những vụ giết chóc phản bội, tàn hại nhau vì tiền không kể xiết, đủ chứng minh vàng ngọc tiền của thật là oán tặc. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, cả đến chiến tranh bùng nổ khắp trên thế giới ngày nay cũng vì tham lợi. Người ta bảo đời nay là thời đại kim tiền, vì kim tiền ngự trị trên tất cả. Nhưng xét cho cùng, vàng bạc phải chăng thật có mãnh lực vạn năng đến thế? Đúng ra vàng bạc là vật vô tri, nào biết hại ai, chỉ tại lòng tham độc con người tự hại lấy mình. Vật vô tình tại mình hữu ý, báo vật chẳng qua là một duyên cớ, một mục tiêu để người ta nhắm vào mà tranh đoạt. Dứt được lòng tham này, thế giới sẽ hòa bình ngay, và báu vật không còn là oán tặc nữa. Trái lại, ta có thể dùng nó làm lợi khí giúp đời qua cơn túng thiếu. Chính Đức Phật có dạy, tài vật không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh, như trong câu chuyện sau đây. Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 500 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc. Bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch: vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo: nếu không hô lên, trộm lột hết đồ đạc các ông, ai đền lại cho? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến la lên, lấy gậy đá ném đập dọa đuổi nó đi, nhưng chớ cố làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh. Thân không đáng tiếc vì nó là một vật vô thường, bại hoại không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc tham đắm, gây nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo, bởi thế nên không đáng tiếc.
thân chớ nên khinh, vì nhờ có thân này khi gặp bậc hiền thánh kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo trân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Mạng sống chẳng đáng tiếc, vì con người muốn bảo tồn mạng sống nên sát hại, cướp trộm, dâm dật, đố, miệng nói giọng ngữ ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, tâm sanh tham sân si tà kiến, về sau bị đọa địa ngục. Lại chớ khinh mạng sống, vì nhờ có mạng sống nên gặp thánh hiền, nghe được pháp yếu tu hành, sao đặng phước báo thọ mạng vô lượng. Thế nên chớ khinh mạng sống. Tài vật không đáng tiếc, vì nó thuộc của năm nhà: vật cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật, vì nhờ có của gặp bậc đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: phàm bố thí tu phước chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống, chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Vương, Đế Thích Phạm Vương tự nhiên đến trước vậy. Phụ bình: có thân phải khổ vì thân, lẽ ấy ai ai cũng rõ. Nào đói rét tật bệnh, nào thiên tai địa ách muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân, tại sao không bảo tồn nó được? Vì thế, Phật dạy thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích, bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có lợi ích cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Vì thế Phật cũng vậy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu có thêm tài của càng hay, nhưng ta phải ngự trị được thân mạng tài của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tạch, đời sống tối tăm đau khổ, và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng. Ba mươi lẽ họa phước. Có một vị trưởng giả thiết thực đem đến chùa cúng dường cho mười vạn chư tăng để cầu phước vui ở cõi trời. Trong số sa môn có một vị tuổi quá già, đầu bạc, răng rụng, thân thể gầy ốm, đã chứng quả La Hán đắc lục thông, làm thượng thủ cai quản tăng hội. Sau khi chú nguyện thọ thực, lão tỳ kheo bảo chủ nhà rằng: đàn dược bố thí hôm nay đắc đại tội. Bấy giờ những vị sa môn chưa đắc quả bảo nhau: thượng tọa già lẩm cẩm nói trái lẽ. Ông đáp: ta nói sự thật chẳng phải sai đâu. Chúng sa môn hỏi: vì sao gieo giống phước lại đắc tội? Ông đáp: các ông biết một vừa biết hai, người này nhờ gieo giống phước sao được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng trong khi hưởng phước vui sanh lòng kiêu mạn, chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng cần xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buông lung phóng dật, đến khi thiên phước hưởng tận sẽ đọa vào ác đạo vô lượng kiếp, đền xong tội nghiệp mới thoát khỏi. Vì tham thọ hưởng vui thế tục, nếu chuyển tâm hướng về theo chánh đạo, gieo giống lành ngày sau hưởng sẽ khỏi bị hậu quả khổ sở. Phụ bình: họa đó rồi phước đó, trong may có rủi,
Trong rủi có may như truyện tái ông mất ngựa. Đó là họa phước do túc nghiệp tiền duyên mà con người thường cho là định mệnh. Còn đây lẽ họa phước do lòng kiêu sa của người khi thạnh thế, hay lòng trắc ẩn khi thấy kẻ đồng bệnh tương thân. Có người lâm cơn nguy nạn, ngẫm mình mà xét đến người nên làm được việc phải, nhưng lúc sang giàu quên thuở hàm di, làm điều thương luân ác đức. Lại có kẻ giàu thì dâm dật kiêu căng, nghèo túng thì sinh ra gian hùng điêu trá, nghiệp bất lành chưa trả mãi dai thêm. Với kẻ ấy, cảnh nào cũng là cơ hội không may. Nếu tin ở nghiệp quả luân hồi, biết lấy sự giải thoát làm định hướng cho mình, thì giàu nghèo, sướng khổ không thể xoay chuyển được thiện tâm. Sống ngoài dòng tục lụy, thông dong thọ hưởng lúc giàu sang, vui vẻ chịu đựng cơn bỉ cực. Với người đã tìm hiểu chân lý, lạc đạo an bần, dù gặp cảnh nào cũng là cơ hội tốt. Đức Phật dạy, thà ở trong tội tác phước, chớ nên ở nơi phước tác tội. Bị diệt nước ràng buộc, đau ốm, nghèo khó mà tu phước đức, đó là trong tội tác phước. Được an nhàn tu học, lại không lo hành đạo, tụng niệm kinh điển, tức là nơi phước mà tạo tội. Thể theo ý trên, chúng ta có thể kết luận một câu mà kẻ tiểu nhân đắc thế thường cho là nói đúng: thà nghèo mà biết tu hành tác phước, còn hơn người giàu có chỉ kiêu sa phóng dật, gây nhiều ác nghiệp. 31. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương: trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh dung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng. Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình. Phụ bình. Cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tin dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét. Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm sơn đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ tí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy, chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn, như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Ba mươi hai.
xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can: "Tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể." Vua đáp: "Các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể." Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục. Phụ bình: "Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào cũng đáng khinh bỉ, nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng, dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải dênh dênh tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng?" Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Xin viên hỏi: "Sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ?" Giáo sư đáp: "Vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó. Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy." Pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế vốn oán ghét Đại Đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực vạn năng của Mỹ Sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30 nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng, dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón Đại Đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: "Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát." Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: "Cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao?" Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt: "Bạch Đại Đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi?" Mục Kiền Liên đáp: "Cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu.
Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng. Cô ả biến sắc, vừa kính phục đại đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa: Bạch đại đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt. Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: Không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì? Nàng tiếp tục kể lễ: Kính thưa đại đức, tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ, cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem, coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát, xáo trộn cũng vì tôi. Bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán, tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoa. Không nói chắc ngài cũng rõ, hiện tại đối với tôi chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa Sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn Mục Kiền Liên bạch: Bạch đại đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được. Mục Kiền Liên xót thương khuyến khích: Nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sắc vui mừng khôn tả, lễ tạ Mục Kiền Liên, nhờ giới thiệu với Phật, xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa Sắc lòng trần nguội lạnh, nàng thành tâm nương theo Phật pháp tu hành. Ít lâu sau, nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Du 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 du
34. Xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung: Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biệu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dậy chiều, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép né thưa: Chẳng dám bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia. A Nan nhã nhận đáp: Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin ân, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước. Uống xong, A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhúm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ, riêu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới, mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp. Ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt, và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan, và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả huệ mạng. Đúng lúc ấy, tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười: Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao? Thiếu nữ gật đầu:
Phật từ tốn: "Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc, không biết nàng có ưng thuận không?" Thiếu nữ mừng rỡ: "Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng dâng chịu." Phật điềm tĩnh bảo: "Nếu vậy, nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao?" Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng. Nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn. Rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ. Thiếu nữ đắc thánh quả. Nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cúi mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ. Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ. Xin Thế Tôn chứng cho con sám hối, và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà. Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng. Phụ Bình. Câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê giường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo lẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: "Giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất." Ba mươi lăm, đức độ qua sự ăn uống. Ánh vàng vừa ló bóng, vạn vật vừa trỗi dậy reo mừng chào đón bình minh. Mọi nơi, người người rộn rịp sắp sửa họp buổi chợ đời. Cảnh tưng bừng của ngày qua diễn lại. Nhưng ở đây, khu vực hoàng cung vẫn im lìm, như nàng thiếu nữ Đài Cát phong lưu vừa tỉnh giấc, nằm ráng trên giường, ôn lại mộng du dương. Cây no sương đứng khoác chiếc áo màu xanh mướt, hoa trang điểm sông chúm chím cười dưới nắng hồng. Cảnh vật nên thơ làm sao? Nhưng lạ thay, không một bóng người lai vãng. Phải chăng đây là chốn hoang du tịch mịch, còn cung điện kia là di tích của một triều đại suy tàn? Không, đó là hoàng thành đầy sát khí của ác sanh dương, một ông vua tin theo tà đạo rất hung tàn bạo ngược. Đã biết bao người vô phước bị giết chỉ vì để nhà vua gặp mặt trong khi người ngự giá đến chiêm bái nơi thiên miếu mỗi sáng tinh sương. Sáng nay như thường lệ, ác sanh dương ngồi chiếm trệ trên long xa, quan quân gươm giáo chỉnh tề theo hộ giá, đám người lặng lẽ bước đi như con độc xà bò nhẹ giữa rừng, không có tiếng nạt dẹp đường như các ông vua khác, vì từ hoàng cung đến thiên miếu vắng tanh, người vật đều lẫn trốn. Nhìn cảnh tịch mịch và khiếp sợ, nhà vua gật gù đắc ý với uy thế của mình. Bỗng vua quắt mắt nhìn thẳng về phía trước,
vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. Từ xa một bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây đang tiến dần về phía vua. Ai đó? Vua lầu bầu. Dạ có lẽ khách tha phương mới đến chưa hiểu điều luật của ta chăng? Khoảnh khắc khách đã đến trước xe vua, và lạ thay, nhanh như chớp, khách trở thành vị sa môn đoan chính oai nghi. À, hay cho ca chân viên. Vua hét to. Quân đâu? Bắt lão trọc đầu này đem giết ngay. Phải, đó là tôn giả Ca Chiên Viên thuộc dòng Bà La Môn trong nước của Ác Sanh Dương. Bấy lâu ngài theo Phật tu học vừa chứng quả A-La-Hán, ngài vâng lời Phật dạy trở về cố quốc tùy cơ hóa độ nhân sanh. Ngài hóa ra khách lạ đón đường Ác Sanh Dương và hiện lại nguyên hình. Trước cơn thịnh nộ ấy, ngài không chút sợ hãi, lễ phép cúi chào rồi đoan nghiêm hỏi lại nhà vua giữa sự kinh ngạc của ba quân tướng sĩ. Tâu bệ hạ, tôi bị giết vì tội gì? Nhà vua nói. Được, ta sẽ nói cho người rõ để chết khỏi ân hận. Nhà vua gằn từng tiếng. Sáng sớm mà gặp kẻ trọc đầu là đêm bất lành, nên ta phải giết người. Người biết chưa? Nói xong, vua buông ra một chổi cười đanh ác. Tôn giả ôn tồn đáp. Tâu bệ hạ, nhà vua gặp tôi, nhà vua không tổn hại gì cả. Trái lại, vừa gặp vua, tôi liền bị giết. Như vậy lời nói của bệ hạ đổi lại cho tôi mới đúng, do túc nghiệp. Sẵn thông minh, vua mím môi, để khỏi phải cười vì lời nói rắn rỗi, ý vị sâu xa xác đáng ấy. Tuy nhiên, vốn không ưa các sa môn, vua dằn mặt. Đây là lần đầu tiên ta tha cho một người dám gặp mặt ta trước giờ ta chiêm bái thần miếu. Hãy đi đi, cút ngay cho khuất mắt ta. Tôn giả Ca Chiên Viên chào vua, rồi liền rẽ bước vào rừng cây khuất dạng. Ác Sanh Dương mỉm cười quay ra bảo hai viên thị vệ. Hai người phải giả dạng thường dân theo dõi gã trọc đầu ấy xem hắn ở đâu, làm gì, người như thế nào. Xong, về báo cho ta rõ. Thử ra mắt vua xong, tôn giả Ca Chiên Viên tìm nơi gò cao vắng vẻ ngồi tham thiền nhập định. Hằng ngày khất thực nuôi thân, được thí chủ cúng hiến món gì, ngài đều chia cho hai tấn sĩ rất thân cận thường xuyên học hỏi với ngài. Mỗi bữa cơm, ngài đều nhín bớt phần ăn cho loài cá kiến. Dù là ở nơi hoang vắng, ngài vẫn giữ giới hạnh tinh nghiêm, đi đứng và ngồi oai nghi đầy đủ. Đời sống của ngài thanh cao như một tấm gương trong sáng không một chút bụi trần. Sau một thời gian dò xét, hai tấn sĩ thám thính ấy trở về cho vua hay các việc làm của tôn giả Ca Chiên Viên. Một hôm, vua truyền thỉnh tôn giả vào thành dọn một bữa ăn rau đạm bạc cúng dường. Khi thọ trai xong, vua bèn hỏi. Ngài dùng bữa có ngon không? Tôn giả đáp. Ăn được nên cảm thấy no đủ. Ngày sau, vua liền cúng dường toàn những món sơn hào hải vị sang quý, và cũng sai người đến hỏi thăm tôn giả coi có vừa miệng thích ý ông không. Tôn giả vẫn đáp y như trước. Vua lấy làm lạ, thân hành đến. Này sa môn, vì sao trẫm hiến các món ngon dở ông đều bảo là nhờ ăn được nên thấy no đủ? Tôn giả đáp. Thì như lọ lửa, dù chụm củi trầm hương hay rác rến, thảy đều để đun cháy. Thân này cũng vậy, vì món ăn ngon dở cũng để no bụng là cùng. Thân này như chiếc xe, chẳng can mùi vị đốt, mỡ dầu thơm hoặc hôi, chỉ dùng để trơn cốt. Vua nghe ông kể gật đầu, nhận tôn giả là người đức lớn. Bấy giờ, vua dùng lại cách trên để thị thức cho các thầy Bà La Môn danh tiếng trong nước hầu so sánh đức độ của đôi bên. Các thầy Bà La Môn thấy người đem dâng những món ăn tầm thường thô đạm, thì sanh lòng oán hận, nguyền rủa thậm tệ. Lần sau được vua khoản đãi các thức ăn quý giá thì vui mừng chúc tụng đủ điều. Vua thấy các thầy Bà La Môn đối với món ăn còn sanh lòng hờn giận ghét ưa, quả đã kém tôn giả Ca Chiên Viên rất xa. Từ đó mối ác cảm xưa đã tiêu tan, vua bắt đầu kính ái sa môn. Thời gian lần lượt trôi qua, danh đức Ca Chiên Viên càng lan rộng, tôn giả được tự do đi khắp nước. Oan nghiệt đời trước, kiếp này phải trả. Có một ngôi chùa tên là chùa Quán Âm,
Trước kia, có vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó. Chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên, nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng, nghĩ tưởng đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Nhưng ngay lập tức, ông xua tan ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 cái nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống như đầu người, gây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đau đớn có phần giảm đi, nhưng nếu che lại không cho người khác thấy thì lập tức đau đớn thấu xương tủy. Tuy đã thỉnh mời rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả đều bó tay, không chữa trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, Hòa thượng Hàm Huy liền tự suy ngẫm, đây hẳn là do oan nghiệp ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai, kiên thành tụng kinh Kim Cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hoảng hốt, thấy 18 cái nhọt độc cùng lúc nhô lên giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi: ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp: tôi không biết. Lại có tiếng nói: ông không biết thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính, chúng tôi đều là thuộc hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh cửa để vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi có hai người lén xuống núi, gặp một phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng, chồng cô tức giận đến báo với ông. Song ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội, lại hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp cố nhiên đáng tội chết, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oán thù như thế làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng ông biết tin theo Phật, những đời trước đều làm việc thiện tích đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiện thần hộ pháp theo bảo vệ, chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó, ông khởi tâm muốn ăn, như vậy là đã phá giới, khiến thiện thần hộ pháp đều xa lánh, chúng tôi mới có cơ hội báo oán này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện, giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm 3 năm nữa, sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó, quả nhiên, nhọt độc của Hòa thượng Hàm Huy không phát tác nữa, nhưng đúng 3 năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rữa và làm cho đau nhức không sao chịu nổi. Những cái nhọt độc oan nghiệt ấy đã hành hạ ông mãi cho đến chết. Phải chăng đây chính là luật nhân quả mà ông phải gánh chịu? Câu chuyện Người ăn mày mù lòa. Ngày nọ, một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán, làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận, vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau, vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi: cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở, lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói: tôi đang tìm lại phúc báo của mình. Thật là khó hiểu, tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói: tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay. Nói rồi, người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có,
chủ nhân tên là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với đứa con này thế nào, cho nên phải nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được nấy, thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày, Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một ngày, Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi. Ngày hôm sau, Đại Hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia đang ở. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. Ngay khi chuộc Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội. Người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người, cả của đều bị tan biến mất. Lúc này, Đại Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy, mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bị bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy, vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi dựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ, mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác, khiến tôi thấy sợ. Cuối cùng, ông lão thở dài nói: "Tất cả những tội ác ban nãy ngươi chứng kiến đều là ngươi đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của ngươi quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên ngươi mới được đầu thai làm người. Được làm người, nhưng phải chịu tội. Ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là mẹ của ngươi ở kiếp trước. Bởi vì kiếp trước ngươi có hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như ngươi có thể giữ được tâm tính làm người tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo." Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện có thể thấy, thiện ác có báo là thiên lý, hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40,
thể khách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dãy moi ruột đó. Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dụ dữ quá. Con liền dùng cái cây đinh to cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, giày vò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Đời Hòa Thượng nói như sấm động, lấy người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thì dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nhai xương múc tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đại Sơn xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không? Dạ đúng vậy. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá
bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, mút tủy nó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép được ăn sao? Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả? Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chưng xào, chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dằm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đau là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh
thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống. Không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm, thú rừng cũng vậy. Hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ lương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong, thì họ ngồi một bên, nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ. Hôm nay, tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây. Nhưng vừa rồi, nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ. Chị ngừng một lúc, rồi nói với vẻ ấm ức. Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó. Ai dè, từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà. Còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể. Các thứ dầu, hương, trái cây, bánh, gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết. Nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy, thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì. Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi. Thì ông nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ông đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thật vậy thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ông, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây. Chị nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành,
phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những phẩm vật đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ? Lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin nêu một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm, thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa, chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói: nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi. Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên? Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp vệ tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ 3 năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở.
Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang Đại Lục lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai. Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói. Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ tụng kinh Địa Tạng. 4 năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba, là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ chồi đạp tứ tung làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày. Vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy, lúc sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi.
cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không. Tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin. Lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau liền sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẩm mĩm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài, thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc, hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hải Ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói, để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm, thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc. Còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Giải thích. Trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 6, Phật dạy, về sau, nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại thiền chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên.
Bà kể mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà: những con cua biển đó nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo: những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo, thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp: có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận, họa tai. Nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy. Hòa thượng lại hỏi bà: nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có. Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng à. Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết: tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong nhân thế,
Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà: Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa, con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi: Ôi sư phụ, cá tôm cua bà cũng thích là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó. Sư phụ nói: Cá tôm cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ vâng thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua. Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy. Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay, mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu: Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngũ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phụ cầu siêu độ. Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ. Hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu Hòa Thượng xem bệnh giùm cho. Bà Hoàng kể, chồng mình
ngay cả khiết công cũng không tin. Vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?" Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng: "Phụ thân của ông còn hay mất?" Bà Hoàng đáp thay cho chồng: "Dạ, mất đã gần 2 năm. Sư phụ nói: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất." Lúc này do trời đã tối nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay: "Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng. 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ ba chồng con thương anh ấy nhất." Hòa thượng giải thích: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không?" Lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc." Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con." Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật môn." Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương mình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo: "Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha." Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay. Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng. Trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự: "Con gái tôi có thai hơn 7 tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn." Tôi bảo bà: "Suy theo pháp lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên, tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem."
Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm, nếu như thầy phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh Địa Tạng rồi mà không có hiệu quả thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh Địa Tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần nữ sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, dạ, đêm qua tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh Địa Tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán thán nói, Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút, ngày thường biết tụng kinh thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh Địa Tạng. Trước đây sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao. Tôi bảo, nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá, khiến vật tính vốn có tự hiển lộ không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bệnh tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị. Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được, mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích, nhân thế nào quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngươi của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại, chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai nhi nghe kinh giải oán hờn. Chàng trai Mạnh Vĩ và cô gái Trung Hồng là đôi tình nhân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành, là gia đình Phật hóa gương mẫu. Họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái Trung Hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra
thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiện căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng Trung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai tất cả đều bình thường, bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng 1 Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ giòn tan, đứa bé trong bụng Trung Hồng cũng khua chân múa tay, đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói: "Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây." Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trông chờ đợi bé ra đời. Tin dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang, không những khiến vợ chồng Trung Hồng bất ngờ và đau khổ tột độ, mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua, tôi cũng sốc đến quên bén luôn đó là mùng 1 năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm bồn, nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa. Lúc đó, quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong nhân quả để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này, tôi nghĩ gì cũng không thông. Tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con? Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích Mạnh Vĩ và Trung Hồng quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thất đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, sư phụ nghe xong không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. "Lành thay, lành thay." Ngài còn sai tôi đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể và giết rất nhiều heo. Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe: "Thai nhi lần này chính thực là oan gia oán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ." Mà lại nói: "Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng nhờ hai vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật Pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên. Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích, do nghiệp chướng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội Mạnh Vĩ, tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại vong hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi, nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa." Tôi liền hỏi sư phụ: "Vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết?" "Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp.
Vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ Mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thai nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó, đây chính là điều đáng chúc mừng. Tôi nghe sư phụ giảng giải xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mây đen nghi ngờ tiêu tan. Tôi lập tức đến chỗ Mạnh Vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống, xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, té ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh Vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về, vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi hộc máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên, bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh Vĩ kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình. Anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ nhưng trị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật tu tập thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng lụng bại. Bài pháp ngữ Hòa thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời, rưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh, tinh tiến. Tôi tin họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ, sớm sinh quý tử. Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành,
ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cuốn quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: à, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang. Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi à. Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đó phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm. Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói: ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích: chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút, thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi được. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành, thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ Tiên Sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ.
Năm năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại. Vật ông té nhào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi. Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú, 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 thú.